Rồi tiếp theo hướng dẫn các bạn cách mình dàn cái bản đồ Google Maps lên cho cái trang liên hệ này ở bất kỳ đâu trên website nha. Dàn bản đồ đây đó. Và thay đổi những thông tin ở đây đó. Thì để làm việc đó thì mình phải có cái Google Maps của mình ha. Tên Google Maps này. Google Maps mình search ra cái địa chỉ công ty của mình ha. Thì đây mình lấy nút chia sẻ nè, nhúng đó. Nhúng rồi sau đó mình mới kích thước tùy chỉnh, mình nhập kích thước của cái bản đồ cần truyền vô ha. Tôi để một lệnh đây đi, copy ở đó. Tôi sẽ qua cái trang web của tôi vô cái trang tôi cần thay đổi trên liên hệ này, và sau đó tôi vô sửa trang edit với view edit builder. Rồi sau đó tôi mới sau đó tôi cái bản đồ này ở đây không, tôi tạm thời xóa đi bản đồ đây, xóa rào ra đó là cái test này nè, cái test này tích phải vô đây, tích phải đây không được đâu, đây nè, nó là cái test này, không muốn xóa hoặc là xóa đây nè, đi test đây cũng được đó. Add to column, add một cái test. Cái test này mình nhúng code thì mình bấm vô đoạn nè. Rồi sau đó nhúng code thì giờ để đoạn code thì mình nhán cho màn hình màu đen. Nhán đây nó ra bản đồ mình đây. Kích thước nó không đủ đúng không? Mình sửa đây nè. Đây mình sửa đây. Mình để Y 100% đi. Đó, và chiều cao mình để khoảng 300. Bây giờ đây, đúng không? Apply xong bản đồ. Dưới đây mình sửa đâu mình thích đâu chuột đó mình sửa ha. Rồi trụ sở ra đây mình sửa ở đâu mình đâu chuột vô mình sửa tới đâu chuột có sửa tới đâu chuột chưa sửa, mình sửa xong được cái bản đồ đây nha. Đó là mình nhúng cái bản đồ vô website của mình. Rồi đây liên hệ tương tự vậy, mình muốn nhúng video vô sao, video YouTube mình muốn nhúng vô đâu, vô trong website nhúng sao. Ví dụ có giới thiệu đây, muốn nhúng cái video vô đây, giới thiệu đây, muốn nhúng video vô, giới thiệu về shop nè, muốn nhúng video vô đây sao. Đó, nhúng được nha. Thì giới thiệu đây mình sẽ ở đây, click vô đây, chỉnh sửa bài viết. Rồi sau đó mình sẽ vô cái YouTube, mình lấy một cái video ha. Ví dụ tôi lấy cái video nào đó đây, cái video lấy một cái video đây này, video này tôi muốn nhúng vô thì tôi chỉ cần là share chia sẻ nè, copy đường link đó. Rồi sau đó tôi quay vô cái bài chỉnh sửa tôi đây, nãy tôi edit nó rồi ha, tôi enter xuống nhấn vô, nhấn ở đây enter xuống tự động video sẽ ra đây, nó dùng cái video giới thiệu. Đây có video của mình, bỏ video vào đây review, ở đây có video đây nè, bấm like là coi thôi. Đó là cách nhúng video, nhúng Google Map như thế nè. Rồi tương tự mình nhúng bất kỳ cái mã code vô đây thì mình cũng nhúng được, nếu mà có nhúng mà code nào cần mình nhúng vô, nếu mà mã code thì mình sẽ nhúng ở trong phần, ví dụ như là muốn nhúng mã code vô thì mình sẽ vô phần văn bản, đây là toàn mã code xong rồi mình nhúng vô đây, nhúng gì nhúng đây đó. Ở đây mình nhúng mã code như đây, mình nhúng bên đây mình nhúng qua thêm gì đó mình thêm, ví dụ ngay chỗ giới thiệu này mình muốn nhúng thêm cái Google Maps vô nó cũng được. Ok, Google Map nè, chia sẻ nè, nhúng bản đồ nè, copy IPM nè, đó, IPM nè. Sau đó mình mới vô một giới thiệu nè, giới thiệu này nè, mình trên đây giới thiệu không dưới đây à, xem bản đồ, đó. Đây nè, nhấn vô đây, tâm mã này đây,
Yeah. Đây mình có dưới này có bản đồ. Kích thước mình chỉnh lại. Kích thước mình vô đây chỉnh lại. Đây kích thước đây nó có là chiều ngang 600 mình chữa lại là 100% là sẽ bằng nó đầy vui luôn. 100% chiều cao khoảng 300 chẳng hạn, ví dụ vậy. Update lại thì đây phần giới thiệu của mình nó sẽ bản đồ mình sẽ rộng ra đầy tới vừa cái chỗ nó ở thôi. Đó. Trên đây video dưới đây là bản đồ ví dụ vậy. À. Rồi kết thúc video nhúng bản đồ và nhúng cái Facebook video đây, rồi nhúng bản đồ và nhúng cái YouTube vô.